lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ sẽ là phút giây để cho tất cả những mảnh ghép được hội tụ ngay trên sân khấu. Xin mời. Tự nhiên mình xuyến sắn quá. Cái thưa quý vị, vừa rồi chính là một tính từ mới trong từ điển tiếng Việt, xuyến xoắn. Đó chính là sao xuyến và xoắn não đó quý vị. Dạ, cảm ơn Lê Lộc đã sáng tạo ra chữ xuyến xoắn. Rõ ràng là vẻ ngoài của hai chàng trai này khiến cho tất cả những người đẹp đều phải cảm thấy là rung động, đúng không nào? Hãy chờ đợi xem tín hiệu đến từ Tần Số Tình Yêu có phát ra bởi cuộc gọi của mỗi cặp hay không. Đầu tiên sẽ là cặp của bạn Bích Ngọc và Trí Tài. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Và kết quả là tụi em có kết hôn một lần nhưng mà cũng chưa có làm giấy tờ. Chưa có trải qua cho nên cũng nếu mà nói thì có thể đồng cảm. Quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm dành cho nhau như thế nào. Alo, chào Ngọc. Tại chưa dám ngồi nhận về Tần Số Tình Yêu của tụi mình, nhưng mà Ngọc có đồng ý cùng nhau tìm hiểu nó không? Hai bạn có thể nhìn nhau một cái nào? Trời đất ơi, làm gì con gái mới lớn vậy trời? Mắc cỡ kìa. Không biết sao mình mắc cỡ luôn. Thật ra em là người chủ động á, cho nên ngày hôm nay là lần đầu tiên mà mình tham gia chương trình này. Nó làm cho mình lộ ra một cái con người khác nữa, là khá là e dè. Nhiều khi sự thay đổi cũng đem một cái niềm vui đến cho mình đó. Chỉ mới nắm tay nhẹ vậy thôi mà thấy giật rồi đó. Bây giờ thí dụ là mình còn mình nắm một cái tần số lên nè, tập dần cho nó quen nè Ngọc ha. Ôm nhẹ một cái nè. Đầu tiên đã có cùng chung một tần số tình yêu rồi. Cặp tiếp theo như thế nào đây? Hãy cầm điện thoại lên nhé. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Mặc dù cũng không nghe nhiều nhạc của Win đâu, nhưng mà thích rap. Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ rap cho bạn nghe. Anh thấy là anh và em có nhiều điểm giống nhau. Và anh đã hứa với em là anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày. Hãy cho anh cơ hội làm điều đó nhé. Hy vọng là em sẽ quay lại và gặp anh. Và anh có một câu nữa anh muốn gửi tặng đến em. Ghé tai dành cho anh để anh nói câu đó nhé. Bạn ơi, bạn có thể nói lớn cho chúng tôi nghe được không? Hôm nay em thật đẹp. Tần Số Tình Yêu cũng có món quà kỷ niệm dành cho Bích Ngọc và Trí Tài. Ngày hôm nay những đồng điệu này sẽ đưa các bạn đến một trải nghiệm thật là thú vị. Tần số tình yêu của hai người sẽ tỏa thật lớn hơn nữa nha. Tương tự như vậy, đây chính là món quà mà chương trình Tần Số Tình Yêu dành tặng cho cặp đôi còn lại. Chúc cho hai bạn Ngân và Tân sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong sự nghiệp, cuộc sống và đặc biệt là hạnh phúc của chính mình. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Hoàng Rapper và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rất là trẻ tuổi, cao ráo, nhan sắc cũng cỡ Hoàng Rapper gấp đôi lên. Ok. Mừng rồi ha. Xin mời quý vị chào đón Hoàng Tâm và Tâm Bảo.